Tiếp nối chuỗi nắng nóng của những ngày cuối tuần vừa qua, vào ngày hôm nay 31 tháng 5 thì nắng nóng tiếp tục bao trùm các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, toàn vùng sẽ bước vào 4 ngày cao điểm của đợt nắng nóng với mức nhiệt phổ biến là từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày hôm nay tiếp diễn trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 39 độ C, độ ẩm tương đối từ 40 đến 60%. Đã lưu ý một số nơi khả năng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C trong ngày hôm nay, tập trung ở các khu vực miền núi thuộc Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo bản đồ dự báo thì nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 6, trong khi ở Trung Bộ chấm dứt muộn hơn. Riêng tại Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 39 độ C vào khung giờ từ 13 giờ đến 15 giờ. Trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, mức nhiệt cảm nhận có thể lên tới 40 đến 42 độ C. Sau thời điểm có nắng nóng trong ngày, Hà Nội nhiều khả năng sẽ đón mưa dông vào thời điểm chiều tối.